Chào mừng các bạn quay trở lại với review xe của Ben Auto 62. Hôm nay em Trường Auto 62 xin gửi hình nhanh một chiếc xe vừa mới về tới cửa hàng để gửi đến quý vị và các bạn tham khảo trước khi qua bên em lái thử và trải nghiệm chiếc xe. Chiếc xe ngày hôm nay em muốn mang đến gửi đến quý vị và các bạn là một chiếc xe Hyundai Santa Fe quý vị nhé, bản Premium full xăng, sản xuất 2021, model 22 quý vị nhé. Và không để mất nhiều thời gian thì muốn mời quý vị đi về một vòng ngoại thất và nội thất để chúng ta trải nghiệm chiếc xe. Và mọi thắc mắc thì quý vị và các bạn có thể gọi trực tiếp cho em Trường theo số điện thoại trên màn hình, em Trường sẽ giải đáp. Vâng, và trên màn ảnh nhỏ của chúng ta là một chiếc xe Hyundai Santa Fe sản xuất 21, model 22 quý vị nhé. Có ngoại thất màu đỏ và nội thất là ghế da hai màu bản Premium full xăng, mang biển số tỉnh, đã được bên em rút hồ sơ về tới cửa hàng. Chiếc xe này thì lăn bánh được 1,4 vạn quý vị và các bạn nhé, 1,4 vạn zin km nhé. Và bên em cam kết với quý vị và khách hàng là từ sơn zin còn đến 98%, và mọi chi tiết góc cạnh trên xe thì là còn nguyên bản theo nhà sản xuất, chưa phải làm lại hay chưa phải thay thế bất cứ một chi tiết nhỏ nào. Quý vị và các bạn quan sát trên màn ảnh thì chúng ta sẽ cảm nhận được về cái độ mới của chiếc xe và cái độ chất của chiếc xe quý vị nhé. Quý vị quan sát qua từ mặt ga lăng hay là cụm pha đèn hay là ba đời sốc trước hay là mọi chi tiết góc cạnh thì quý vị sẽ cảm nhận được về cái độ chất của chiếc xe này ạ. Và từ lốp hay là cho đến la răng, quý vị quan sát từ lốp thì chưa có hiện tượng của sự hao mòn, và la răng thì còn rất là mới quý vị nhé. Từ nước sơn zin đến 98% thì quý vị nhìn qua thì chúng ta sẽ cảm nhận được về một nước sơn rất là bóng và rất là đẹp và rất là mới quý vị nhé. Và cho đến từ phần nội thất của chiếc xe thì quý vị quan sát thì chúng ta sẽ cảm nhận được về một chiếc xe là vô cùng mới. Từ cánh cửa, từ keo chỉ hay là cho đến mọi chi tiết góc cạnh bên trong nội thất thì bên Auto 62 xin cam kết với quý vị và khách hàng là nguyên zin 100% và còn rất là mới quý vị nhé. Bên em thì tất cả những dòng xe bên em chào bán đều được cam kết bằng văn bản giấy tờ với những tiêu chí xe không đâm va, không ngập nước, máy móc keo chỉ nguyên bản theo nhà sản xuất, giấy tờ an ninh pháp lý rõ ràng và mọi thủ tục giấy tờ sang tên chỉ sang tên trong một ngày là có thể phục vụ quý vị và các anh chị lăn bánh để phục vụ gia đình cũng như công việc quý vị nhé. Và chiếc xe này thì cũng đã được anh chủ trước lắp lên quá nhiều đồ và chúng ta về cũng không cần phải lắp thêm nữa quý vị nhé. Em nói đơn thuần như bọc lên xuống, dán kính giải sàn và camera hành trình, đó đã đủ hết những tiêu chí để quý vị lăn bánh, không cần phải lắp thêm bất cứ một chi tiết nào quý vị nhé. Và một chiếc xe vô cùng là mới, chạy hơn 1 vạn km. Quý vị quan sát từ phần hông xe đã sẽ cảm nhận được về cái độ mới và cái độ chất, cái độ zin của chiếc xe đó. Và chiếc xe này là bản Premium và là bản đủ nhất của Santa Fe quý vị nhé. Vì vậy nên là tất cả các option của chiếc xe này là vô cùng hiện đại, từ cốp điện cho đến cam 360 theo xe và cửa sổ trời toàn cảnh quý vị nhé. Và cái điều đặc biệt một chút nữa là quý vị quan sát thì chúng ta sẽ thấy là một phiên bản này là ni lông chủ xe còn chưa bóc quý vị nhé. Đó, một chiếc xe là vô cùng mới và vô cùng xuất sắc và vô cùng là đáng để quý vị và các bạn tham khảo. Từ cốp xe quý vị quan sát thì chúng ta chưa thấy một vết xước sát nào quý vị nhé. Một chiếc xe mà chủ xe đi vô cùng giữ gìn. Năm lốp theo xe sơ cua chưa hạ, sơn zin 98% quý vị nhé, mang biển số tỉnh. Một nước sơn vô cùng là xịn sò mà vô cùng là đẹp quý vị nhé. Một nước sơn zin, vì vậy là khi các bạn quan sát vào chiếc xe thì nó sẽ rất là nổi quý vị nhé. Và từ táp ly cửa bên lái đấy hay cho đến ghế lái vô lăng hay là cho đến những bảng điều khiển trung tâm của chiếc xe
là còn là vô cùng mới và vô cùng xuất sắc quý vị nhé. Đó, quý vị quan sát thì chúng ta sẽ cảm nhận được. Vâng, và đó là ngoại thất và nội thất của chiếc xe. Thì em Trường muốn mời quý vị đến với khoang máy của chiếc xe để chúng ta cảm nhận. Vâng, và trên màn ảnh nhỏ của chúng ta là khoang máy và cabo của chiếc xe. Quý vị quan sát từ cabo của chiếc xe, chúng ta xem trên màn ảnh nhỏ, chúng ta sẽ cảm nhận được về cái độ mới của chiếc xe. Cabo là còn nguyên zin quý vị nhé. Bên em cam kết 100% nguyên zin, chưa hề phải tuốt tát hay chưa hề phải làm lại bất cứ một chi tiết nhỏ từ củ máy đấy ạ. Quý vị quan sát qua thì chúng ta sẽ thấy là một củ máy vô cùng là mới mà vô cùng là ấn tượng quý vị nhé. Không khác gì xe mới trong hãng quý vị nhé. Đó, quý vị quan sát qua thì chúng ta sẽ cảm nhận được một chiếc xe vô cùng mới, vô cùng ấn tượng, với ngoại thất màu đỏ, nội thất ghế da hai màu, bản premium xăng quý vị nhé, mang biển số gốc tỉnh, đã được bên em rút hồ sơ về tới cửa hàng và đang được chào bán bên Auto 62 ô tô gầm cao Hà Nội, với địa chỉ kinh doanh chính là 92 Trương Công Giai, với mức giá là 1 tỷ 288 triệu. Có thể thương lượng một chút khi quý vị và các bạn qua xem lái thử và trải nghiệm thực tế chiếc xe. Vâng, em Trường xin được cảm ơn và chào tạm biệt quý vị và các bạn. Mọi thắc mắc thì quý vị và các bạn có thể gọi cho em Trường theo số điện thoại trên màn hình. Em Trường sẽ hỗ trợ quý vị và các bạn. Em Trường xin được